Xin chào tất cả các bạn nhỏ ơi, ngày hôm nay cùng nấm Tobi đi khám phá một khu thiên nhiên hoang dã nha các bạn. Và đây là một chú khủng long 7 đầu đấy các bạn ạ. À, các bạn đã bao giờ thấy khủng long 7 đầu chưa? Hôm nay các bạn thấy nha. Ở đây là một ổ trứng khủng long, có rất nhiều trứng và có cả quả trứng to nữa đấy các bạn ạ. Vâng, đây là khủng long gì đấy các bạn? Đây là một chú khủng long robot màu xanh đấy. Tiếp theo nào. Đây. Đây là một chú khủng long tê giác hai sừng. Và phía sau là một chú khủng long tê giác màu dài. Đấy, trông rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đây nữa. Có rất nhiều khủng long đấy các bạn ơi. Và kia nữa là một chú khủng long tê giác nữa đấy các bạn ạ. Các bạn thấy thiên nhiên ở đây thế nào? Thật sự là đẹp và trong lành phải không? Nên chúng ta phải luôn luôn yêu quý thiên nhiên nhé. Và giữ gìn cho thiên nhiên thật trong lành. Đây, chúng ta tiếp tục khám phá nhé. Chú khủng long 7 đầu này có đôi cánh nữa đấy các bạn ạ. Có khả năng bay lên được nữa đấy các bạn ơi. Nào, chúng ta tiến qua bên này có những thứ gì nữa nha. Bãi cỏ này thật là đẹp các bạn ạ. Có những bông hoa kìa. Một chú khủng long màu xanh này. Đấy, chú khủng long bạo chúa đây các bạn ạ. Chú khủng long Cameroon nữa. Thật là nhiều khủng long đấy các bạn ạ. Đây, kia. Đang trên cao cao kia là chú khủng long gì đấy? Wow, chú khủng long rơi rồi các bạn. Đấy, chú khủng long này có thằng đấy, trèo leo là bay đi được các bạn ạ. Đấy, chúng ta tiến sát một sâu bên kia có như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, quay lại tổ trứng khủng long đi. Đây 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 các bạn ơi, nhiều trứng nhá, rất nhiều trứng đây, quả trứng rất to này. Các bạn hãy xem, đăng ký và like kênh của mình nhá.